Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là công tắc pha cốt của K2700. Đây là sản phẩm đời dây ngắn, tức là đời giắc điện ngắn. Nó có một đời nữa, mã nữa đó là dây dài. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis, trực thuộc của nhà máy Kia sản xuất. Mã sản phẩm là 0K60E6612B. Đấy, Swiss AG. Người ta có nói cái tên của sản phẩm, và đây là mã vạch được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây, công ty Hyundai Mobis. Em sẽ bỏ ra để mọi người cùng xem nhé. Mỗi một sản phẩm được đóng gói trong một hộp, và nó có quy cách đóng gói là 45, 20 và 17. Mỗi một chiếc công tắc thì sẽ được đựng trong một chiếc hộp với cái xốp bóp như thế này để tránh va đập. Tránh va đập. Không bị gãy. Quan trọng nhất là những cái lúng nhựa này. Đây. Đây là cái đời, như em nói là cái đời dây ngắn. Đây anh em nhìn này. Nó có giắc điện hai giắc ra chờ sẵn này. Đây. Đây là các cái giắc điện để điều khiển công tắc gạt mưa và công tắc đèn, công tắc pha cốt này. Đấy, xi nhan này. Đấy. Đây. Anh em cắp còi thì nó nằm ở phía trên, chúng ta đưa vào. Đây, công tắc đèn đây, công tắc gạt mưa đây. Với hai công tắc điều chỉnh chính. Đây, và với cái sản phẩm mà hàng của hãng Hyundai và Kia này thì anh em nhìn này, nó đều có mã hết. Sản phẩm này được làm bằng nhựa ABS cao cấp của Hàn Quốc. Đây, anh em có thể nhìn này. Đây. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái công tắc pha cốt của Kia K2700. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn thì liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.